theo cái tiêu đề là xử trí đột quỵ cấp đúng không như vậy cái phần chẩn đoán thì thôi nhá nói về <laughs> xử trí là chính <laughs> như vậy về xử trí đột quỵ cấp ấy thì chúng ta sẽ thảo luận tôi sẽ nói những các cái mà nó nó, nó cập nhật hiện nay Thế còn những các cái vấn đề khác thì tôi nghĩ là đọc thêm sách vì nó không có gì thay đổi so với trước đây. Thế thì nội dung thì chúng ta sẽ đề cập tới mấy cái vấn đề. Thứ nhất đối với tắc tắc mạch não cấp tức là đột quỵ thiếu máu não cấp ấy thì chúng ta sẽ thảo luận những các cái vấn đề mà nó cập nhật hiện nay bao gồm sử dụng thuốc chống đông như thế nào. Thứ hai là sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu nó có cái điểm <laughs> điểm gì mới hiện nay hay không? Cái thứ ba là kiểm soát huyết áp trong đột quỵ thiếu máu não cấp ra sao. Cái thứ tư là về điều trị tiêu huyết khối cũng như là lấy huyết khối cơ học. Có cái điểm gì mới trong cái cái thời điểm hiện nay. Thứ hai là nói về chảy máu não thì chúng ta thảo luận về vấn đề xử trí huyết áp và phẫu thuật cái thứ ba đấy là chảy máu dưới nhện thì chúng ta thảo luận về các cái vấn đề À, có thể là liên quan đến kiểm soát huyết áp, có thể liên quan đến các cái phẫu thuật điều trị uh, căn nguyên như chỉ định về coiling tức là là can thiệp nội mạch <laughs> hoặc là clipping tức là can thiệp uh, về ngoại khoa. Đây là những cái điểm chính như thế. Thế thì uh, mỗi cái phần tôi sẽ nói chắc khoảng vài slide tổng ra bài khoảng năm slide thôi. Tôi nói miệng là chính đầu tiên đấy là về vấn đề điều trị tắc mạch não cấp ấy thì đứng trước một cái bệnh nhân mà chuẩn đoán tắc mạch cấp thì như chúng ta biết đấy hiện nay thì người ta có cái vấn đề về gai lai thay đổi đấy là cho nhóm mà đột quỵ nhẹ hoặc là cơn thiếu máu não tháng qua cơn thiếu máu não tháng qua thì như chúng ta biết đấy tiếng anh nó là tia thì được định nghĩa là những các cái khiếm khuyết thần kinh mà nó xảy ra như một bệnh nhân đột quỵ tuy nhiên nó hồi phục hoàn toàn trong vòng một giờ à, thế thì chúng ta biết chuẩn đoán tia là chuẩn đoán về hồi cứu về lâm sàng bởi vì hình ảnh học nếu các bạn chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng ứng từ ấy thì kết quả <laughs> nó hoàn toàn bình thường không có bằng chứng tổn thương trên trên phim cắt lớp hoặc là phim mri soạn ảo như vậy nếu một bệnh nhân mà lâm sàng hoàn toàn bình thường hoặc là nó có khiếm khuyết rất nhẹ mà trên hình ảnh học là CT hoặc MRI mà có tổn thương thì chúng ta không thể chuẩn đoán là tia mà chúng ta phải chuẩn đoán đấy là nhồi máu não và xếp vào cái thể gọi là thể thể thầm lặng tức là silent infarction chứ không để chuẩn đoán là tia <laughs> như vậy về mặt chuẩn đoán tia thì với điều kiện là không có bất kỳ tổn thương ổ nhồi máu trên hình ảnh sọ nào mà chỉ có các cái bằng chứng về mặt, à, các cái khiếm khuyết thần kinh về mặt lâm sàng. <laughs> như vậy thì đứng với một bệnh nhân mà chuẩn đoán tia thì các bạn sẽ xem xét bệnh nhân có được dự phòng, à, à, tái phát bằng các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu hay không. thì như vậy thì chúng ta phải dựa vào cái thang điểm đánh giá nguy cơ tái phát. thì hiện nay các bạn biết đấy thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thang điểm gì ạ. Đây là thang điểm A, B, C, D2 score. Như vậy A, B, C, D2 thì nó có 5 cái thành phần ở trong đấy. Đầu tiên chữ A tức là viết tắt của tuổi. Thì tuổi lớn hơn bằng 60 thì chúng ta sẽ cho một điểm. Thứ hai là B là blood pressure. Thì lớn hơn bằng 140 trên 90 thì chúng ta cho một điểm. C <laughs> viết tắt của từ tiếng Anh clinical side tức là các cái biểu hiện về lâm sàng nếu bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng thì không điểm nếu bệnh nhân mà chỉ có khiếm khuyết tức là nói ngọng ấy về ngôn ngữ ấy thì chúng ta cho một điểm còn nếu bệnh nhân có khiếm khuyết về vận động tức là có liệt một nửa người thì chúng ta cho hai điểm <laughs> đến cái thứ tư đấy là d d thì có hai d D thứ nhất là duration tức là thời gian kéo dài triệu chứng. Thì nếu mà nó dưới 10 phút đấy thì chúng ta không cho điểm nào. Từ 10 đến 5 phút triệu chứng nó tồn tại thì là một điểm và lớn hơn bằng 60 phút là hai điểm. Cái D thứ hai cũng là cái thành phần thứ năm của cái bảng điểm ABCD2 ấy. Thì chính là diabetic tức là tiểu đường. Bệnh nhân nếu có tiểu đường thì cho một điểm. <laughs> như vậy cái điểm ABC nó sẽ dao động từ 0 đến tối đa là 7 điểm như vậy khi bệnh nhân đến với chúng ta hội triệu chứng nó hồi phục hoàn toàn thì chúng ta phải khai thác năm cái thành phần của cái, cái điểm ABCD2 như vậy nếu một bệnh nhân mà có ABCD2 dưới 4 điểm thì chúng ta không có dự phòng từ 4 đến 5 điểm thì gọi là tia nguy cơ thấp thì chúng ta đã bắt đầu dự phòng và đặc biệt là tia nguy cơ cao tức là điểm ABCD2 từ 6 đến 7 điểm thì cái nguy cơ tái phát sẽ rất cao đấy là cái điểm mà chúng ta phải cần lưu ý như vậy cái nghiên cứu nhiều nghiên cứu mới hiện nay ấy <laughs> người ta phân loại thì chúng ta thấy rằng ấy, cái ABCD2 ấy mà nguy cơ càng cao thì cái tỷ lệ tái phát càng cao. Đó. Thứ hai là cái điểm mới thứ hai về điều trị thuốc chống ương tập tiểu cầu chúng ta cần quan tâm đến cái nhóm đột quỵ thiếu mô não đấy là minor chốc. Minor chốc chúng ta có nghĩa là đột quỵ nhẹ. như vậy một bệnh nhân đột quỵ đến với chúng ta khi nào chúng ta được coi là nhẹ thì chúng ta dựa vào lâm sàng người ta định nghĩa là khi thang điểm nít của bệnh nhân nhỏ hơn bằng 4 điểm thì chúng ta chuẩn đoán đây là minor chốc. Như vậy, minor choc và tia có nguy cơ là những nhóm bệnh nhân đấy <laughs> mà cần phải điều trị dự phòng tích cực. Bởi vì nguy cơ nó tái phát sẽ rất cao. Nó cao ở đây, nó xảy ra khi nào? Là trong vòng 24 giờ. Các nghiên cứu cho thấy ấy, trong vòng 24 giờ, trong vòng 2 tuần đầu, trong vòng tháng đầu ấy, thì thậm chí là trong vòng 3 tháng <laughs> thì cái nguy cơ tái phát đột quỵ nó cao Ở những cái nhóm đột quỵ nhẹ hoặc là tia nguy cơ Như vậy thì guideline năm 2019 đã thay đổi Sau cái nghiên cứu các bạn biết Đấy là nghiên cứu Chan là nghiên cứu thực hiện ở Trung Quốc Và nghiên cứu Poi là nghiên cứu thực hiện ở Hoa Kỳ Trên nhóm bệnh nhân đột quỵ nhẹ và uh, minor choke thế thì khuyến cáo hiện nay người ta đã thay đổi như thế nào đây là gai <laughs> năm 2019 tháng 10 năm 2019 thì đối với bệnh nhân đột quỵ nhẹ hoặc là cơn thiếu máu não thoáng qua Mình xin lỗi đi. anh à, em đang giảng bài thì em gọi lại yeah. thế thì chúng ta phải lưu ý tức là đột quỵ nhẹ như tôi vừa nói đó. Nít nó nhỏ hơn 4. Hoặc là Marichok. Thì hiện nay chúng ta phải sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép. Đó. Liệu cầu kép tức là chúng ta sẽ kết hợp aspirin cộng với clopidogrel. Là hai thuốc được khuyến cáo hiện nay. Với bằng chứng khuyến cáo là 1A. Và cái thời điểm dùng như thế nào. Thì tất cả những bệnh nhân được quỵ trong vòng 24 tiếng đồng hồ cùng lắm là trong vòng bốn tám tiếng hoặc là một số trường hợp có thể ngoại lệ là bảy hai nhưng thường là trong vòng hai tiếng đồng hồ là chúng ta xem xét sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép chứ còn nếu mà bệnh nhân mà chuẩn đoán ti hoặc mai này chốc mà nó đến chúng ta một tuần rồi hai tuần rồi ấy thì chúng ta không lựa chọn để sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép cái thứ hai là thời gian dùng bao lâu như trước khi gai lai năm 2019 đấy thì chúng ta biết ấy, theo nghiên cứu tran đấy thì người ta thời gian sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép là kéo dài 90 ngày nhưng sau cái nghiên cứu poi thì người ta thấy rằng ở thời điểm 21 ngày trở đi ấy, thì cái tỷ lệ biến chứng chảy máu ở những bệnh nhân sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép so với liệu pháp tiểu, tiểu cầu đơn đấy thì nó khác biệt rất có ý nghĩa thống kê Tức cái đường nó tách ra và tỷ lệ xuất huyết cao hơn ở sử dụng nhóm tiểu cầu kép. Chính vì vậy mà kết hợp hai nghiên cứu lớn như thế, thì tháng 10 năm 2019, gai lai của Hội đột quỵ Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo mới là chúng ta chỉ nên sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép cho bệnh nhân tia nguy cơ hoặc là minor chốc trong vòng 21 ngày. Từ ngày thứ 22 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang liệu pháp kháng tiểu cầu đơn đấy là cái điểm mới về về dự phòng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não như vậy cái phần này thì đây là cái mới các bạn có câu hỏi gì về cái phần này không nếu không có thì chúng ta sẽ thảo luận cái phần tiếp theo đã rõ cái điểm này chưa có cái câu hỏi nào mà các bạn chưa 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 rõ thì cứ trao đổi mỗi phần ra có 10 câu hỏi cho gửi cho đúng không mỗi phần này cho một câu hỏi chẳng hạn thì nó sẽ bám rồi mọi em <laughs> thì như như tôi vừa nói với các bạn đấy thường trong hai nghiên cứu này người ta tuyển bệnh nhân đầu vào là onset đến lúc cho thuốc là trong vòng 24 giờ một số trường hợp ngoại lệ có thể 48 đến 72 giờ. Nhưng mà còn kéo dài hơn thì người ta không không tuyển vào. Như vậy ví dụ như theo nghiên cứu này đấy thì người ta khuyên học khuyến cáo ấy, thì những bệnh nhân đột quỵ mà đến với chúng ta ngày thứ hai thứ ba rồi thì có thể là không còn có lợi của cho tiểu cầu kép. Bởi vì tại sao như tôi nói ấy, cái tỷ lệ tái phát cao nhất là trong vòng 24 giờ đầu. Đấy, nên người ta phải cho ngay để 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 ngăn ngừa cái cái nguy cơ tái phát đột quỵ là như vậy các nghiên cứu trước đây thì tuyển chọn những bệnh nhân trong 7 ngày trong vòng 10 bốn ngày trong vòng 3 tháng thì thấy rõ ràng cái vai trò tiểu cầu kép ở những bệnh nhân mà khởi phát muộn với đưa vào nghiên cứu thì không có lợi Đấy, các bạn nhớ là như vậy như vậy theo các nghiên cứu thì chúng ta nên tất cả trong vòng 24 giờ để chúng ta tuyển vào để chúng ta sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép. <laughs> có còn câu hỏi nào không ạ? Rồi nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta sang một cái phần thứ hai nó liên quan đến tim mạch. Đấy là đối với những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não mà căn nguyên tim mạch. Căn nguyên tim mạch ở đây tức là ví dụ như dung nhỉ, bệnh nhân đây tất cả bệnh nhân mà đột quỵ mà nhịp xoang ấy mà không có căn nguyên tim mạch thì chúng ta phải dự phòng bằng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu còn nếu bệnh nhân đột quỵ mà có căn nguyên tim mạch hoặc có dung nhĩ đặc biệt dung nhĩ ấy thì bắt buộc phải sử dụng thuốc chống đông chứ không được sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu thế thì chúng ta lựa chọn như thế nào chúng ta biết về cái thuốc chống đông các bạn có thể học trong tim mạch rồi nó chia thành nhiều thuốc chống đông đường uống và thuốc chống đông đường tiêm như vậy để dự phòng tái phát đột quỵ thì chúng ta không sử dụng thuốc chống đông đường tiêm. Kể cả những bệnh nhân có nguy cơ cao, người ta cũng không khuyến cáo sử dụng bởi vì nó không có lợi hơn so với cái biến chứng nó gây ra. Nên một số trường hợp đấy, kể cả những bệnh nhân mà có huyết khối trong buồng tim, thì người ta cũng ít khi lựa chọn là thuốc chống đông đường tiêm. Vậy thuốc chúng ta sử dụng thuốc chống đông là đường uống. Đường uống thì hiện nay các bạn biết là nó chia thành hai nhóm chính. <laughs> thuốc chống đông đường uống hoặc kháng vitamin K ví dụ như warfarin hoặc dicumarin và loại thứ hai người ta gọi là thuốc chống đông đường uống thế hệ mới. Ví dụ như chúng ta biết có sarento, pradasa hoặc là trên thế giới nó có thêm hai loại khác nữa. À, nhưng Việt Nam mình thì chỉ nhập về hai loại vậy thì chúng ta thời điểm nào chúng ta sử dụng thuốc chống đông để dự phòng đối với bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch <laughs> thì về lựa chọn thuốc như ta biết đấy thì đối với bệnh nhân mà không có bệnh lý ban tim ấy thì chúng ta có thể sử dụng hoặc thuốc chống đông đường uống thế hệ mới hoặc là thuốc chống đông kháng vitamin K À, còn đối với bệnh nhân mà có bệnh lý về van tim, van tim ở đây thì theo tim mạch, à, các khuyến cáo tim mạch quy định đấy là bệnh lý van tim cơ học à, thường là van hai lá cùng lắm van động mạch chủ. Thứ hai là bệnh lý van tim do thấp, mà ở đây người ta cụ thể đây là van hai lá do thấp tim với mức độ hẹp tức là trung bình trở lên thì được xếp là những cái bệnh lý van tim cần thiết phải sử dụng thuốc chống đông đường uống kháng vitamin K. Còn lại các trường hợp khác thì người ta có thể xem xét sử dụng thuốc chống đông đường uống thế hệ mới. Như vậy thì chúng ta biết đấy khi sử dụng thuốc chống đông đường uống thế hệ mới ấy thì chúng ta phải lưu ý các cái chống chỉ định. Thì các bạn biết đấy hiện nay đấy thì khi sử dụng bao giờ chúng ta cũng lưu ý thu thuốc xem có chống chỉ định hay không. Nếu thuốc chống chỉ định thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng chuyển sang thuốc chống đông thế hệ cũ là của kháng vitamin K. Vậy cái chống chỉ định mà chúng ta hay lưu ý hiện nay đấy là liên quan đến vấn đề suy thận. Thì các bạn biết đấy đối với thuốc chống đông Pradasa thì chỉ được phép dùng khi mức lọc cổ thuận trên 50. Dưới 50 như vậy là không được phép dùng. Thứ hai là thuốc chống đông nhóm Sarento thì đối với bệnh nhân mà mức lọc cầu thận trên 50 thì chúng ta được sử dụng liều 20 mg. <laughs> Từ 30 đến 49 thì lúc đấy bắt buộc phải sử dụng liều 15 mg. Như vậy mức lọc cầu thận dưới 30 thì Sarento cũng không được phép sử dụng. Như vậy tất cả những bệnh nhân suy thận đấy chống chỉ định của thuốc chống đông đường uống thế hệ mới thì bắt buộc phải sử dụng các thuốc kháng vitamin K như sanrom, dicumarin. Đấy, các bạn lưu ý như thế một cái lưu ý là các bạn phải lưu ý là đối với bệnh nhân đột quỵ thì nó liên quan đến vấn đề rối loạn nuốt. khi đã rối loạn nuốt thì bệnh nhân phải bắt buộc phải đặt sông ngà dày. vì nếu các bạn mà không đặt sông ngà dày mà để cho bệnh nhân ăn uống hoặc là thức ăn hoặc thuốc đường miệng thì nó sẽ gây ra nguy cơ sặc và sẽ dẫn đến viêm phổi do nuốt. đấy là cái biến chứng thường gặp nhất của bệnh nhân đột quỵ như vậy tất cả những bệnh nhân rối loạn nuốt bệnh nhân rối loạn ý thức không có khả năng bảo vệ đường thở để bắt buộc phải đặt sông dạ dày trước khi các bạn cho uống hoặc ăn bất kỳ cái gì như vậy khi đặt sông dạ dày thì các bạn phải lưu ý về dược động học của thuốc thì đối với thuốc chống đông đường uống thế hệ mới thì cái nhóm paradasa là chúng ta phải uống nguyên viên như vậy một bệnh nhân đặt sông dạ dày thì chúng ta không được phép cho uống paradasa vì nếu chúng ta pha loãng ra phá cái 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 vỏ bọc ấy thì nó sẽ mất tác dụng như vậy trong trường hợp đấy thì chúng ta chỉ chọn được là thuốc sarento bởi vì sarento chúng ta có thể hòa tan bơm sông gạo dày cả các bạn lưu ý là như vậy cái vấn đề quan trọng đặt ra đối với các bạn đấy là thời điểm nào chúng ta sẽ quyết định cho thuốc chống đông để dự phòng cho bệnh nhân như vậy một bệnh nhân đột quỵ vào cấp cứu a9 nếu mà không được điều trị tái tế máu bằng thuốc hoặc bằng dụng cụ cơ học ấy mà chuyển vào tim mạch thì các bạn có cho ngay thuốc dự phòng thuốc chống đông cho bệnh nhân hay không hay là chúng ta chờ thì theo các bạn thì chúng ta cho ngay hay là như thế nào hả lâu nay các bạn làm các bạn cho như thế nào đây nội chú năm thứ mấy cao học, tất cả đây cao học hết à. Hả? có ai nổi chú không? có nổi chú không? thế thế bản lâu nay đi ở đây thì năm năm thứ mấy rồi. thế vào thì cho ngay hay là thế nào. Ừ, đất quý đúng nghĩ hoặc van cơ học, van thay van cơ học hoặc là van, van hai lá do thấp tim hẹp van hai lá chẳng hạn. Hả? Ừ, thế lúc nào thì bạn cho? Có cho đều không? À, có, có thực hiện đấy không? Cứ có lùi lại không? Rồi, thế là tốt. Thế các cao học về các tỉnh có, có, có lùi không? Hả? Bắt buộc phải cho. Vì ngày xưa trong tim mạch còn 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 cho ngay thuốc nô, lốc dự phòng kia vì nếu chúng ta cho như thế thì cái nguy cơ chuyển dạng cực cao trong tất cả các cái căn nguyên gây đột quỵ thiếu máu não có bốn nhóm ấy thì người ta thấy cái tỷ lệ chuyển dạng chảy máu tự nhiên ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não có căn nguyên tim mạch là cao nhất. Đó. Thế thì bình thường chuyển dạng tự nhiên đã như thế rồi khi chúng ta cho thuốc chống đông vào thì cái nguy cơ nó sẽ rất cao như vậy cái vấn đề dự phòng của chúng ta ấy tùy theo mức độ nặng trên lâm sàng thì chúng ta mới quyết định sử dụng. Thì đây là cái guideline năm 2016 của hội tim mạch châu à, người ta đưa ra cái cái hướng dẫn về về dự phòng thuốc chống đông ở bệnh nhân dung nhỉ Tuy nhiên mà thực tế mà nói ấy, thực ra tôi nghĩ bên tim mạch các bạn đấy cái cách đánh giá điểm nít mà nếu không học ấy, thì chắc chắn đánh giá sẽ sai toàn nước chừng kể cả bên cấp cứu hoàn toàn hoặc bác sĩ thần kinh vì các bạn biết khi làm đột quỵ ấy riêng cái phần đánh giá điểm nít tức là mình phải giảng ấy trên nay chúng tôi giảng là phải mấy buổi ấy cả. và chúng ta phải đánh giá trên ca lâm sàng của từng bệnh nhân ngày xưa chúng tôi làm nghiên cứu quốc tế là cứ phải thi thi lúc nào nó chấp nhận được nó cho certificate thì biết được vì rất nhiều bệnh nhân ví dụ như nếu mà đánh giá ước chừng thì nó không đấy Nhưng mà nếu đánh giá cụ thể ra để làm nghiên cứu ấy, Những cái bệnh nhân có rối loạn ý thức Hoặc là bệnh nhân có hôn mê Thì cái điểm nít sẽ sẽ cho rất khó Quay lại điểm nít của bạn Bạn biết điểm nít nó dao động từ bao nhiêu bao nhiêu em Em có biết không? Đấy Tức là chỉ có lõm bỏ là biết Nhưng mà không đấy thì vì các bạn biết cái điểm nít là cái thang điểm mà trên thế giới sử dụng thường quy trong đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân đột quỵ chứ người ta không sử dụng thang điểm Glasgow như mình <laughs> vì là mình bị ăn sâu vào cái cái phần học cả. nên là chúng ta chưa quan tâm đến điểm nít như vậy đối với bệnh nhân đột quỵ hiện nay các bạn xem các cái bài báo quốc tế thì bao giờ đang sử dụng thang điểm nít thang điểm nít nó dao động từ 0 đến 42 điểm và nó có 11 mục thì ví dụ như ngoài cấp cứu các bạn biết chúng tôi dịch ra riêng cái phần dịch ra nó cũng đã thấy nó dùng các cái thuật ngữ cũng rất khó khăn chúng tôi phải thống nhất mà cuối cùng mới chốt lại được khi mà làm các cái nghiên cứu quốc tế <laughs> thế thì người ta sẽ sử dụng cái thang điểm nít ở đây để chúng ta quyết định là thời điểm dự phòng thuốc chống đông cho bệnh nhân thì các bạn ngày sau về tim mạch phải lưu ý về cái điểm nít này tôi nghĩ hầu hết là toàn ước đoán chứ chưa được ai dạy về cái nào kể cả bên ngoài cấp thiếu nội chú đấy nhiều đánh giá là cũng cũng thành 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 tự đọc sau so đánh giá chứ còn chưa mình phải xem các cái băng nó thực hành cái cách đánh giá như thế nào à, thì mình mới đánh giá được thế thì đối với bệnh nhân các bạn chuẩn đoán là tia thì các bạn nếu có dung nhĩ hoặc bệnh lý van tim mà cần cho chống đông ấy để chúng ta có thể cho một ngày sau khi bị biến cố hoặc là cho luôn trong cái ngày đấy cũng được. Vì chúng ta thấy rõ ràng là cái 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 trên cái hình ảnh nó không có tổn thương nên chúng ta không sợ cái nguy cơ chuyển dạng trong trường hợp tia. Đối với bệnh nhân đột quỵ nhẹ ở đây người ta chia mức độ trong 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 cho đề, cho chống đông ở đây là nít dưới 8 điểm. Đó khác với cơ thuật ngữ minor choke cái này chúng ta dùng trong thuốc chống ngưng tập tiểu cầu là nhỏ hơn bằng 3 tức là dưới 4 điểm. Thế thì chúng ta sẽ lùi lại 3 ngày để chúng ta cho đối với bệnh nhân đột quỵ mức độ trung bình tức là điểm nít từ 8 đến 15 điểm thì chúng ta lùi lại 6 ngày. Và đối với trường hợp điểm nít trên 15 16 điểm thì chúng ta lùi lại 12 ngày. Trước đây thì người ta gọi là quy luật thăm, tức là ưu tiên, thăm là ngón tay, á tức là dịch ra nó quy luật ưu tiên, thăm là cái tiếng Anh nó là ngón tay cái. Nhưng mà khi chúng ta giơ tay chúng ta cứ làm này, nó gọi là quy luật ưu tiên, hay là quy luật 1, 3, 6, 12 của, của, bên, của, của các tác giả đột quỵ Đức đưa ra. Thế thì <laughs> bản chất nó là một thế thì tùy từng trường hợp mà người ta sẽ quyết định người ta đưa sớm hơn ví dụ nếu mà cái đột quỵ mức độ trung bình hoặc là đấy thì người ta các bạn xem nó phải đánh giá các nguy cơ như hôm trước tôi hỏi thi ấy thì đối với bệnh nhân đột quỵ mà dùng gì các bạn phải đánh giá nguy cơ nguy cơ tái phát nguy cơ tắc mạch dựa vào cái gì ạ hả là các bạn phải dựa vào thang điểm chat hai 2. Tất cả những bệnh nhân mà dung nhĩ mà chat hai 2 mà lớn hơn bằng 3 ở nữ giới hoặc lớn hơn bằng 2 ở nam giới là bắt buộc phải sử dụng thuốc chống đông. Mà các bạn biết đây riêng đột quỵ nó đã chiếm hai điểm trong đấy rồi. Thứ hai các bạn phải đánh giá nguy cơ chảy máu là đánh giá dựa vào cái gì ạ? Hả? Là thang điểm H plate. Là cái thang điểm để đánh giá nguy cơ Ngoài ra còn đánh giá thêm một loạt các yếu tố nguy cơ khác Người ta mô tả này Ví dụ như những cái bệnh nhân mà có van cơ học cũng là nguy cơ rất cao Thế thì lúc đấy chúng ta mới quyết định cho thuốc chống đông Lùi lại 3 ngày hay lùi lại 6 ngày hay lùi lại 12 ngày Và đối với cái trường hợp mức độ trung bình đến nặng kia thì ở ngày thứ sáu và ngày thứ 12 trước khi cho các bạn phải chụp lại các lớp vi tính để xem nó có chuyển dạng tự nhiên hay không. <laughs> Thế thì khi cho thì các bạn cũng phải lưu ý. Tôi nói ví dụ như nếu các bạn cho thuốc mà kháng vitamin K. Thì bao lâu nó có tác dụng ạ? À? Hả? Ít nhất 3 ngày đến 5 ngày thì <laughs> thì bắt đầu nó mới có tác dụng. Thế còn ngược lại nếu chúng ta cho thuốc chống đông đường uống thế hệ mới ấy, thì chỉ cần 3 đến 4 tiếng sau nó đã có tác dụng rồi. Nên là chúng ta lưu ý. Và khi cho thuốc chống đông kháng vitamin K thì như vậy 3 đến 5 ngày mới có tác dụng thì nó một số trường hợp nó có cái hiệu ứng gọi là tăng đông. Nó tăng đông sau khi cho dùng cái thuốc ấy. Thì có thể nó nguy cơ huyết khối. Nên là tùy vì cái đấy thì hiện nay chúng tôi những cái bệnh nhân là có điều kiện mà đấy bao giờ chúng tôi cũng cho luôn thuốc chống đông thế thì nếu chúng ta à, cho thuốc chống đông được uống thêm mọi mới như vậy nếu chúng ta cho thuốc chống đông kháng vitamin k nó phải mất 3 năm ngày thì nó mới có hiệu quả đạt được cái liều điều trị như vậy nếu các bạn cho ngày thứ sáu thì có khi ngày thứ 10 sẽ đi nó mới có như vậy trong ngày từ ngày thứ sáu ngày thứ 10 đi thì bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị tái phát vì thuốc nó chưa có hiệu quả thế thì người ta có thể xem xét cho bắc cầu cho aspirin vào cái thời điểm đấy thực ra đối với bệnh nhân trước đây các nghiên cứu ấy thì cho aspirin trong dự phòng cho bệnh nhân đột quỵ nói chung thì rõ ràng cái giảm nguy cơ tái phát đột quỵ nó tốt hơn rất nhiều ở cái nhóm bệnh nhân có nhịp xoang so với bệnh nhân mà có căn nguyên tim mạch tuy nhiên thì nó hỗ trợ được một phần thế còn nếu chúng ta cho thuốc chống đông đường uống thế hệ mới thì nó tác dụng ngay mà không cần phải đợi để nó đạt liều điều trị đấy là các cái đấy và như vậy khi cho thuốc chống đông đường uống thế hệ mới thì các bạn lưu ý cái cái vấn đề mà tôi nói vừa rồi ấy, là chức năng thận xem có chống di định hay không nếu mức lọc cổ thận mà dưới 30 thì chúng ta không cho được bắt buộc phải cho thuốc kháng vitamin k đấy là cái mà các bạn lưu ý cái thứ hai là cái đích điều trị thì các bạn phải lưu ý đối với bệnh nhân mà sử dụng kháng vitamin K thì một trong những cái biến chứng mà người ta sợ đây là biến chứng chảy máu do quá liều thuốc chống đông. Cái thứ hai là thậm chí bệnh nhân duy trì cái INR trong khoảng điều trị hoặc là dưới ngưỡng điều trị cũng có thể nguy cơ chảy máu như vậy dùng cái thuốc chống đông kháng vitamin K thì nó rất nhiều cái cái bất lợi trong đấy cái đáng sợ nhất là cái nguy cơ chảy máu do sử dụng thuốc thế còn lại thì các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới ấy, ngơ nguy cơ chảy máu nội sọ nó thấp hơn nhiều so với các cái thuốc kháng vitamin K tuy nhiên nó có thể có tăng nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa nên các bạn phải <laughs> lưu ý thế nếu mà cái thuốc kháng vitamin K thì thì cũng như các bệnh ấy kia thôi nếu dung nhỉ thì cái ngưỡng điều trị INR là từ 2 đến 3 van động mạch chủ cũng là từ 2 đến 3 <laughs> còn van hai lá bắt buộc phải duy trì INR từ 2,5 đến 3,5 hiện nay nếu mà bệnh nhân cho bắt buộc phải cho những thuốc chống đông kháng vitamin K này mà gia đình có điều kiện đấy bao giờ chúng tôi cũng yêu cầu mua cái máy thử INR test nhanh thì người ta có thể theo dõi ở nhà để mình điều chỉnh liều chứ không có cứ hẹn hai <laughs> ba tháng mới đến viện một lần ấy. rồi nó bị ảnh hưởng của chế độ ăn các loại thức ăn thuốc uống nó có thể làm cho cái kết quả INR nó không đạt theo cái mức mục điều trị như vậy đối với bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông trong đột quỵ liên quan đến tim mạch thì chúng ta theo khuyến cáo của guideline 2016 này như vậy cái phần này cũng xong các bạn có thảo luận cái gì cái phần này không ạ có câu hỏi gì ở phần này không ạ rồi em hả <laughs> à? <laughs> về nguyên tắc tất cả bệnh nhân mà đột quỵ mà có căn nguyên tim mạch thì không sử dụng thuốc chống ương tập yêu cầu đó, chỉ dụng sử dụng dự phòng bằng thuốc chống đông cái việc mà sử dụng bắc cầu đối với kháng vitamin k trong vòng 3 đến năm ngày ấy, thì có thể xem xét Đó, để cho khi mà cái xanh nó đạt cái liều đích điều trị thế sau 3 đến năm ngày thì chúng ta phải dừng ngay Đó, còn không ai sử dụng thuốc chống đông kết hợp với thuốc chống ương tập tiểu cầu để dự phòng tái phát cho bệnh nhân đột quỵ mà có căn nguyên tim mạch trừ một số trường hợp Ví dụ như mà bệnh nhân đột quỵ mà có sten mạch vành kèm theo dung nhỉ thì lúc đấy bắt buộc cái sten mạch vành kia các bạn phải sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Còn cái dung nhỉ các bạn phải sử dụng thuốc chống đông. Như vậy bệnh nhân phải sử dụng hai nhóm. Một là chống ngưng tập tiểu cầu kết hợp chống đông. Đấy. tuy nhiên cái nguy cơ chảy máu nó cao hơn. Trường hợp thứ hai một bệnh nhân đột quỵ mà có hẹp động mạch cảnh. Đấy. Mà nếu các bạn quyết định đặt stent cho bệnh nhân Thì trong tháng đầu ấy các bạn phải sử dụng hai thuốc chống ngưng tập tiểu cầu Người ta gọi là liệu pháp kháng tiểu cầu kép Cộng với một thuốc chống đông để dự phòng tái phát cho bệnh nhân đột quỵ Sau một tháng giờ đi thì lúc đấy thuốc chống ngưng tập tiểu cầu giảm đi xuống chỉ còn một thuốc Và kết hợp với một thuốc chống đông để điều trị như vậy tùy những cái tình huống nó, nó khó khăn như thế thì cái người làm đột quỵ sẽ cân nhắc là chúng ta giữa cái lợi và cái hại khi mà điều trị thuốc chống đông kết hợp chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân để đưa ra quyết định là bệnh nhân này nên đặt stent hay nên bóc tách nội mạc động mạch cảnh vì nếu các bạn bóc tách nội mạc động mạch cảnh thì các bạn không cần phải sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép cho bệnh nhân như vậy nó sẽ làm giảm được cái nguy cơ thì đấy là những cái trường hợp nó gọi là trường hợp khó trong thực hành lâm sàng để chúng ta đưa ra quyết định là thời điểm nào kết hợp chống đông với chống ngừng tập tiểu cầu trong từng trường hợp bệnh nhân cụ thể nhé chứ không thể sử dụng thường quy được Đấy. <laughs> rồi có câu hỏi gì nữa Thì như, như tôi nói bạn đấy, đối với đột quỵ người ta chia thành bốn nhóm căn nguyên căn nguyên thứ nhất là căn nguyên tim mạch thì bắt buộc phải sử dụng thuốc chống đông để phòng tái phát còn lại ba trường hợp kia đấy là đột quỵ không rõ căn nguyên thứ hai bệnh lý mạch máu lớn tức là ngụ ý nói đến sơ vữa mạch máu và bệnh lý mạch máu nhỏ thì ba trường hợp đấy căn nguyên đấy sẽ sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu em hiểu không ạ không được sử dụng thuốc chống đông gần đây có một số bệnh nhân mà khi phân loại là đột quỵ không rõ căn nguyên, có nghĩa là các bạn đi tìm căn nguyên nó không có, mà nó lại xảy ra người trẻ, thì người ta giả định nó có thể liên quan đến căn nguyên tim mạch. Đó. Nếu mà nó <laughs> nhồi máu ở những cái vùng vùng vỏ não nhiều vị trí nhồi máu vỏ não, thì người ta có thể xếp đấy là đột quỵ không rõ căn nguyên nhưng có khả năng nguồn gốc tim mạch để cho thuốc chống đông dự phòng thay vì thuốc chống ngưng tập tiểu cầu tuy nhiên các nghiên cứu này người ta chứng minh là nó không có lợi hơn nên hiện nay thì gai lai vẫn không khuyến cáo em hiểu không ạ vẫn là thuốc chống ngưng tập tiểu cầu như vậy chống đông chỉ dành cho nhóm căn nguyên tim mạch còn nhóm mạch máu lớn mạch máu nhỏ và không rõ căn nguyên là phải dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu để dự phòng tái phát câu hỏi gì đó như, như, như tôi vừa nói các bạn đấy trong hiện nay người ta không khuyến cáo kể cả những cái bệnh nhân mà có phát hiện ra huyết khối trong buồng tim người ta không khuyến cáo một số chưa một số cá nhân thì người ta có thể vẫn có thể xem xét hiện nay thì đối với đột quỵ sử dụng heparin đường tiêm ấy chỉ với mục đích là bệnh nhân dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chứ không phải là để dự phòng tái phát đột quỵ cũng không để mà ngăn ngừa trong những trường hợp có nguy cơ cao nhé nguy cơ cao trong đột quỵ là những cái bệnh nhân mà mà thay van hay lá chẳng hạn thì nguy cơ nó rất cao thậm chí thay van hay lá lại kèm dung nhĩ thì nguy cơ nó cực kỳ cao người ta cũng không dùng các gai lai người ta cũng không khuyến cáo À. là câu gì? Thì lúc đây em phải kết hợp. Ừ. Nếu bệnh nhân đột quỵ mà mới đặt stent thì em bắt buộc phải dùng liệu pháp kháng tiểu cầu kép theo khuyến cáo của stent. Nếu mà bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp là em phải dùng 12 tháng rồi đúng không? Nếu mà bệnh nhân đặt stem chủ động để em liệu pha kháng tiểu cầu kép rút xuống 6 tháng em ạ và bây giờ nó lại có thêm cái dung nhĩ mà đột quỵ nữa thì em phải vừa tiểu cầu kép cộng với chống đông em hiểu không ạ À, những cái ca đấy thì bây giờ nó thực ra là những ca lâm sàng khó nó không có theo guideline đấy ví dụ tại sao chúng tôi ví dụ như thầy quang với tôi hay đấy tôi nói ví dụ như các bạn thì nó không có gai lai để để ra những cái trường hợp cụ thể gai lai chung là như vậy tôi nói ví dụ như bây giờ tại sao mình biết những cái tôi đăng những cái ca lâm sàng ấy trên báo quốc tế tôi nói ví dụ như bây giờ bệnh nhân vào là một cái nhồi máu cơ tim cấp các bạn đặt stent xong mà bệnh nhân có đột quỵ mà không có căn nguyên tim mạch cái gì ấy thì các bạn yên tâm là dùng lúc đấy phải ưu tiên cái tim hơn cái não bởi vì tắc tia tắc sten bệnh nhân sẽ chết nhá yeah. tắc mạch não thì nó có thể chưa chết nó có thể đấy nhưng để cho tắc stent chắc chắn chết như vậy những cái bệnh nhân mà đặt stent cấp thiếu là bắt buộc phải dùng liệu pháp kháng tiêu cầu kép hoặc là nó trong vòng một tháng là nguy cơ tắc stent cực kỳ cao lúc đấy chúng ta phải ưu tiên bảo vệ cái stent cho bệnh nhân hơn là bảo vệ cái não em hiểu không ạ chứ còn bây giờ thằng cha này 3 tháng rồi chẳng hạn thì lúc đấy thậm chí là chúng ta chỉ dùng đơn trị liệu vì cái nhồi máu ở trên mà nó không may lại có chuyển dạng ra rồi em hiểu không ạ thậm chí nếu nó chuyển dạng trên 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 đầu rồi là dừng luôn cả luôn như vậy ở đây tôi nói đây là theo ca lâm sàng chúng ta không mang không có gai lai nào trong những cái trường hợp đấy lúc đấy thì có cái gì thì hội trần với các thầy nhá vì không gai lai không nói đấy như thế nhất là gặp những cái ca vip ví dụ vào bây giờ một cái nhồi máu tác động mạch não rửa ác tính chẳng hạn, hoặc là chụp lên thấy nó chuyển dạng trong cái ổ nhồi máu. Lúc đấy chúng ta không thể mang gai lai ra chúng ta áp vào được, vì gai lai nó không có hướng dẫn, không có nghiên cứu nào làm random my control mà lúc đấy là theo ý kiến chuyên gia. Em hiểu không ạ? Đấy là những trường hợp nó khó trên thực hành lâm sàng. Đó. Thì lúc đấy chúng ta, tức là bệnh nhân có đồng thời hai bệnh tim và não. Vậy ưu tiên cái nào, bảo vệ thằng tim hay bảo vệ thằng não thì tùy theo ca lâm sàng. Nhất là trong những cái trường hợp các cái biến cố nó xảy ra cấp tính. Vừa bị đột quỵ xong được một vài ngày thì nhồi máu cơ tim cấp xử lý như thế nào? Vừa bị nhồi máu cơ tim cấp đặt stent được một tuần mà lại nhồi máu não thì như thế nào? Thì cái đấy là nó nó phải theo gọi là ý kiến chuyên gia, không theo guideline này được. Được chưa? Nhá. Có ca gì thì thảo luận. Ừ, lúc đấy có các, các bạn dùng cũng không dám dùng đâu ở đây tôi, tôi với thế anh quang những cái hoặc là anh giang những cái ca khó này toàn với hội trần những cái ca đấy đặc biệt nó lại là những ca vip chẳng hạn quen đủ thấy loại trên đời không rồi có ca quen giáo sư châu ấy hội trần toàn viện đấy. một ca chuyển dạng chảy máu trên hẹp van hai lá dung nhỉ tôi quyết định dùng dừng thuốc chống đông chống ương tập tiểu cầu qua 12 ngày mặc dù bệnh nhân ấy đang có dung nhỉ có hẹp van hai lá nhưng lấy huyết khối sau đấy nó có chuyển dạ bắt buộc phải dừng lúc đấy không có gai lai like, mà đấy lúc đấy là quyết định của cá nhân chịu trách nhiệm Rồi <laughs> thôi chuyển phần khác nhá <laughs> như vậy đối với bệnh nhân đấy thì chúng ta nói về thuốc chống đông chống ngưng đập tiểu cầu rồi bây giờ sang cái phần tiếp theo đấy là nói về huyết áp đối với bệnh nhân đột quỵ cấp xử trí huyết áp hiện nay có gì thay đổi mới hay không thì gai lai năm ngoái thì cũng có một số các về thay đổi đầu tiên đấy là đối với bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp thì chúng ta xử trí như thế nào thì gai lai mới đã có những các cái thay đổi như sau Thứ nhất, nếu bệnh nhân đột quỷ cấp vào với các bạn qua 4 tiếng rưỡi, tức là không còn chỉ định tiêu huyết khối. Qua 6 đến 8 giờ không còn chỉ định lấy huyết khối. Đấy. mà huyết áp bệnh nhân cao thì các bạn xử lý như thế nào? Thì theo khuyến cáo của guideline năm 2019 đấy của đột quỵ Hoa Kỳ ấy thì chúng ta không được phép hạ huyết áp cho bệnh nhân trừ khi cái con số huyết áp lớn hơn bằng 220 trên 120. Nha. Gai lai like cũ ngày xưa là nó lớn hơn. Gai lai like mới 2019 thay đổi thêm cái dấu bằng. Các bạn nhớ chưa? Nhớ nhé, sao cho những cái câu hỏi test thi có 10 câu cho toàn 10, 10 cái câu theo đúng cái test đấy. Như vậy nó chỉ có thay khác nhau dấu bằng. Cái thứ hai nếu mà hạ huyết áp thì hạ như thế nào? Thì các bạn biết đối với đột quỵ cấp thì khi hạ huyết áp thì chúng ta phải hạ huyết áp đường tĩnh mạch bằng thuốc đường tĩnh mạch chứ không được bằng thuốc uống. Bởi vì đối với đột quỵ thì nó có tình trạng tăng huyết áp phản ứng. Tức là bệnh nhân vào có thể tăng huyết áp rất cao nhưng mà do các cái stress ví dụ do cầu bằng quang do tăng áp lực nội sọ do đau do thiếu oxy do bệnh nhân kích thích vật vã như vậy nếu chúng ta cho thuốc uống mà bị nhầm thì nó tụt quá mức nó sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân chính vì vậy mà bắt buộc phải sử dụng thuốc hạ huyết áp đường tỉnh mạch chứ không được dùng thuốc uống thế đối với bệnh nhân mà không có chỉ định điều trị tái thông bằng thuốc hoặc bằng dụng cụ cơ học thì chúng ta xem xét hạ huyết áp khi huyết áp lớn hơn bằng 220 trên 120. Và cái đích huyết áp hạ dạ bao nhiêu ạ? À? Là hạ 15% so với cái giá trị ban đầu trong vòng 24 giờ. À, các bạn lưu ý như thế. Trường hợp thứ hai, nếu bệnh nhân mà có điều trị bằng tái tế máu, bằng thuốc, thì guideline năm 2019 so với năm 2014 nó cũng không có gì khác biệt. Tức là trước khi tiêm thuốc TPA vào người cho bệnh nhân đấy thì chúng ta phải đảm bảo cái con số huyết áp là tâm thu nhỏ hơn 185 và tâm trương nhỏ hơn 110. Như vậy con số này không có khác biệt gì so với các guideline cũ trước đây. Thứ hai, nếu bệnh nhân đấy trong vòng 45 giờ mà được điều trị tiêu huyết khối ấy, thì các bạn phải duy trì huyết áp <laughs> nhỏ hơn 180 trên 105 mm thủy ngân trong vòng 24 giờ. Và cái điều này cũng không có gì khác biệt so với các guideline cũ. Của... À... Một cái điểm lưu ý là vấn đề đặt ra là khi mà bệnh nhân mà điều trị bằng thuốc tiêu huyết khối cho nhóm mà nó tắc mạch lớn chẳng hạn mà nó tái thông mạch thì cái đích huyết áp sẽ đưa xuống bao nhiêu? Thì hiện nay nó không có cái dữ liệu về cái này. Năm 2016 chúng tôi có tham gia cái nghiên cứu Encan tật. Nghiên cứu Encan tật nó có hai nhánh gọi là nhánh tiêu huyết khối và nhánh huyết áp. Thì trong cái nghiên cứu Encan tật các bạn biết có nhánh là người ta đưa chia thành bốn mức huyết áp. Trong đấy có nhóm là đưa huyết áp xuống 140 90, ừ. nhóm theo guideline là nhỏ tám trên trăm Thì người ta hy vọng là những cái bệnh nhân điều trị tiêu huyết khối thì càng đưa xuống thấp ấy thì càng làm giảm được các cái biến chứng chảy máu đồng thời làm cải thiện được cái tỷ lệ à, hồi phục ở những bệnh nhân đặc biệt là nó lại có tái thông mạch tuy nhiên kết quả nghiên cứu thì âm tính như vậy hiện nay đối với bệnh nhân tiêu huyết khối mà trên tắc mạch lớn mà lại có tái thông mạch thì cái con số huyết áp vẫn theo cái nhóm tiêu huyết khối nói chung Tức là sẽ xuống dưới 180 và dưới 105 trong vòng 24 giờ tiếp theo. Thế đối với bệnh nhân tái thông mạch bằng dụng cụ cơ học, tức là chúng ta dùng các cái dụng cụ lên, <laughs> chúng ta phải lấy huyết khối. Ấy. Luồn các dụng cụ lên để lấy huyết khối thì chúng ta lưu ý cái gì? Thì các gai lai cũ trước đây người ta chỉ có quan tâm đến con số huyết áp là nếu có kế hoạch điều trị thì bắt buộc <laughs> phải duy trì huyết áp nhỏ hơn bằng 185 đây 110. Năm 2019 đấy thì à, bổ sung hai cái điểm màu xanh, những cái gì màu xanh là cái cái mới của cái năm 2019. Thì người ta khuyến cáo là trong và 24 giờ sau điều trị bắt buộc chúng ta phải kiểm soát huyết áp xuống dưới một nhỏ hơn bằng 180 trên 105. Chính vì vậy mà tất cả bệnh nhân mà lấy huyết khối cơ học bên khoa điện quang á, bao giờ chúng tôi cũng yêu cầu hoặc là bác sĩ bên tôi sang hoặc là bác sĩ gây mê bên kia phải duy trì huyết áp dưới cái mức này trong quá trình lấy huyết khối tuy nhiên cũng cũng không được dùng an thần nó quá mức để làm tụt huyết áp vì các bạn biết đấy đối với đột quỵ thiếu máu não đấy thì bao giờ cơ thể phản ứng nó tăng huyết áp để nó mở thông cái toàn bộ cái hệ thống tuần hoàn bằng hệ ở bên ngoài để nó tưới máu cho cái vùng dìa có cái lõi nhồi máu người ta gọi là cái vùng tranh tối tranh sáng thế mà nếu chúng ta hạ huyết áp quá mức là nó sẽ nguy hiểm giống như cái phần 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 tôi vừa nói vừa rồi ấy. nếu không điều trị tái thông mạch thì thậm chí để huyết áp đến gần 220 trên 120 vẫn không hạ vì để mà nó mở thông các cái các cái mạch ở quanh cái vùng lõi nhồi máu đó thế còn nếu bệnh nhân tái thông thành công ấy thì cái đích huyết áp chúng ta phải đưa xuống dưới 180 trên 105. <laughs> đây là cái cái mới của guideline năm 2019. Như vậy, phần huyết áp ở đây là xong. Các bạn có hỏi gì không ạ? Mời Mà... em. Thực ra đây là đối với cái cấp như thế này. Thế thì đối với đột quỵ hiện nay người ta gai lai của tim mạch đưa ra cái gai lai huyết áp. Cấp định nghĩa là trong vòng 3 ngày đầu. Vậy cái con số này là trong vòng 24 giờ này và trong vòng 2 ngày tiếp theo chúng ta cũng duy trì cái cái đích huyết áp như thế này. Sau 72 giờ trở đi khi tình trạng thần kinh nó ổn định ấy, thì lúc đấy chúng ta điều trị huyết áp, người ta gọi là điều trị dự phòng cấp 2 thì đối với bệnh nhân đột quỵ hiện nay dự phòng huyết áp thế cấp 2 ấy thì theo khuyến cáo của GNC 7 là đưa huyết áp xuống dưới 140 trên dưới 90 trừ hai trường hợp một là bệnh nhân có bệnh thận hai là bệnh nhân có bệnh tiểu đường ba đối với đột quỵ đấy là minor chốc thì cái nguy cơ tái phát cao hơn chính vì thế chúng ta cần đưa cái đích huyết áp xuống dưới 130 trên 80 Đấy là điều trị dự phòng cấp 2 về mặt lâu dài. Còn trong cấp là trong vòng 72 giờ. Các bạn nếu có điều kiện đọc cái guideline về kiểm soát huyết áp của hội tim mạch năm 2017, hội tim mạch Hoa Kỳ kết hợp với hội đột quỵ Hoa Kỳ thì nó phân ra là như vậy. <laughs> Rồi có câu hỏi gì không? Em em đã rõ chưa? Có gì không rõ thì cứ hỏi nhá như vậy đây là đối với đột quỵ thiếu máu não thế thì đột quỵ chảy máu não có gì thay đổi hay không Đó. mất slide không có thì đột quỵ chảy máu não thì hiện nay thì có có cái gì mới ạ thì đối với <laughs> kiểm soát trong đột quỵ chảy máu não thì chúng ta biết đấy thì có cái điểm mới thì từ guideline 2016 kia thì đối với bệnh nhân chảy máu nổi sọ nếu bệnh nhân đến sớm bệnh viện từ lúc khởi phát đến lúc điều trị tăng huyết áp và trong sáu giờ đầu ấy thì các bạn được phép đưa huyết áp của bệnh nhân xuống mức 140 đến 150 trên 90 các bạn nhớ với điều kiện là phải đến sớm từ lúc khởi phát đến lúc bắt đầu dùng thuốc còn nếu mà từ lúc khởi phát đến lúc mà bắt đầu dùng thuốc mà nó trên 6 tiếng thì các bạn không được đưa huyết áp xuống thấp. Bởi vì lúc đấy cái khối mô tụ ở trong não nó đã lớn, nó đã gây ra tăng áp lực nội sọ. Như vậy cơ thể bù trừ bằng cách duy trì áp lực tuyến máu não. Khi tăng áp lực nội sọ phải bằng cách tăng huyết áp trung bình lên. Như vậy những cái trường hợp đấy thì các bạn không được hạ huyết áp trừ khi nó trên 180 trên 90. Đấy là cái cái đột quỵ chảy máu não. Và đấy là cái điểm mới mà cái kết quả nghiên cứu Interact 2 với Attack 2 <laughs> đưa ra và trong guideline đã, đã, đã đưa ra cái khuyến cáo như vậy. Như vậy đối với chảy máu nổi sọ ấy, đến trước 6 giờ thì các bạn được phép đưa huyết áp xuống 140, 150 trên 90. Còn nếu nó đến muộn thì là không được đưa thấp xuống. Duy trì huyết áp dưới 180 trên 90 là lại được cầu đối với bệnh viện các bạn hầu hết là nó đến muộn chứ cái tỷ lệ đến sớm hiếm lắm nên là các bạn duy trì dưới 180 trên 90 là đạt yêu cầu <laughs> tiếp đấy là về điều trị tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học cho bệnh nhân đột quỵ tắc mạch nào có cái điểm gì mới không Thế thì các bạn biết guideline từ ngày xưa đến giờ thì cứ tiêu huyết khối là trong cơ sổ 4,5 giờ thì các bạn nghe rồi. Lấy huyết khối cơ học là trong cơ sổ là 6 giờ đối với tuần hoàn nào trước các bạn cũng biết rồi. Cái điều đấy tôi không nhắc lại nữa. Vậy trong năm 2019 đến nay 2018, 2019 nó có gì mới? Thì đây là những cái mới. Thì các bạn biết đấy, đối với bệnh nhân đột quỵ mà đến trong cửa sổ 0 đến 45 năm 45 năm giờ chúng ta chỉ cần chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cần quang thôi bệnh nhân không có chảy máu không có chống diệt định gì chúng ta tiêu huyết khối cho bệnh nhân à, như vậy là không có gì thay đổi à. có những cái thay đổi gì ạ gần đây một số các nghiên cứu các bạn thấy nghiên cứu wake up này nghiên cứu ethyl này hoặc là một số các nghiên cứu khác của Úc làm ấy, Thì các bạn nghe người ta mở rộng cơ số tiêu huyết khối Trong phạm vi từ 4,5 giờ đến 9 giờ là tiêu huyết khối Và thứ hai người ta mở rộng lấy huyết khối cơ học tới 16 giờ đến 24 giờ Vậy thì hiện nay nó sẽ như thế nào? Hiện nay thì chúng ta biết nhờ cứ ứng dụng của công nghệ hình ảnh học tức là vai trò của cái phần mềm Rapid. Ở Bình Mai chúng ta hiện nay chưa có, nhưng mà chúng tôi có sử dụng phần mềm tương tự Rapid nó có sẵn trên máy. Và chúng tôi vẫn ứng dụng ở trong 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 uh, quá trình điều trị thực hành lâm sàng. Thì uh, khi một bệnh nhân mà đến với chúng ta nó quá 4,5 giờ. À, hoặc đặc biệt là không xác định chính xác thời gian khởi phát hoặc nó bị ban đêm hoặc nó ngủ dậy nó bị mình không biết nó bị lúc nào mà mình nghi ngờ trong cái khoảng là trên bốn năm giờ đến chín giờ đấy thì chúng ta sẽ chụp cắt lớp vi tính tưới máu còn nếu mà chúng ta nghi ngờ nó trong khoảng bốn năm giờ thì chúng ta chụp cộng hướng từ thì các bạn biết đấy những bệnh nhân mà không xác định chính xác thời gian khởi phát không hiểu nó xảy ra vào ban đêm lúc nào hoặc là đặc biệt là bệnh nhân mà không người già ở nhà một mình con cái đi làm ví dụ 7 giờ sáng đi làm thì bố mẹ vẫn còn bình thường đúng không 12 giờ trưa về thì thấy các cụ nằm ở trên nền nhà như vậy chúng ta không biết cái bệnh nhân đấy nó bị lúc 7 giờ hay 8 giờ hay là 11 giờ hay 11 giờ 30 các bạn hình dung ạ như vậy khi đến với chúng ta đến khoa cấp cứu mà bệnh nhân này lúc 12 giờ 30 gia đình đưa vào Thì chúng ta có làm cái gì cho bệnh nhân hay không? Thì lúc đấy nếu chúng ta tặc lưỡi không làm gì Mà không may bệnh nhân đấy nó đột quỵ Nó rơi vào cái lúc bị lúc 10 giờ Thì thật là đáng tiếc cái bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân mất cơ hội Nếu không may bệnh nhân nó bị đột quỵ lúc 7 giờ 30 Khi mà con cái vừa bước ra cửa nhà Thì coi như đấy là số phận Không không nói làm gì vì nếu tính từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30 là 5 tiếng là hết giờ rồi. Nhưng nếu nó rơi vào lúc 10 giờ chẳng hạn mà đến lúc 7 giờ 12 giờ 30 như vậy bệnh nhân rơi vào cái khoảng thời gian mới 2 tiếng rưỡi. Mà nếu chúng ta tặc lửa chúng ta không làm gì thì coi như bệnh nhân đấy là số đen đúng không? Vậy thì những cái trường hợp đấy chúng ta không biết nó bị vào 7 giờ 30 hay 10 giờ vậy thì đối với bác sĩ đột quỵ chúng ta phải cố gắng tìm cơ hội điều trị cho người bệnh thì lúc đấy lúc chúng ta đánh giá bệnh nhân đấy nếu mà nít nó dưới tám điểm thì chúng ta nghĩ bệnh nhân này khả năng là tắc mạch nhỏ vậy thì chúng ta sẽ phải chụp cộng hướng từ cho bệnh nhân thì hiện nay cái nghiên cứu wake up ấy mà cái điển hình nhất là tôi đã điều trị cho bố vợ giáo sư vinh viện huyết học ấy sáng nay vừa gặp anh còn trêu anh ấy là khi chúng tôi áp dụng ca đầu tiên là bố vợ anh ấy điều trị ông vào lúc 4 giờ sáng ông đi ngủ lúc 10 giờ đêm mình không biết ông bị lúc 10 giờ hay 12 giờ hay 1 giờ hay 2 giờ nhưng lúc đưa vào khoa cấp cứu là lúc 4 giờ sáng vậy nếu mà ông bị lúc 2 giờ thì chúng ta có cơ hội điều trị ông bị lúc 10 giờ chúng ta không còn cơ hội nhưng mà không hiểu ông già ông đi ngủ từ từ 10 giờ thì ông bị lúc mấy giờ đấy là trường hợp của bố vợ giáo sư Vinh viện trưởng trường khoa huyết học ấy. Thế thì chúng ta đã quyết định là dùng cộng hướng từ. Trên cộng hướng từ chúng ta biết đấy nó có năm sung đánh giá. thì đối với đột quỵ thì chúng tôi quan tâm cái sung đầu tiên đấy là sung T2 sao để loại trừ chảy máu. khi không có chảy máu trên T2 sao thì chúng ta sẽ cắt sung diffusion. diffusion bệnh nhân này có tổn thương nhồi máu như vậy bệnh nhân chắc chắn đột quỵ rồi nhưng chúng ta quan tâm bây giờ là đột quỵ nó nằm trong cái cửa sổ 4,5 giờ hay là đã quá 4,5 giờ à, thì chúng ta chụp tiếp cái sung người ta gọi là sung flare nếu trên sung flare bệnh nhân mà có tổn thương division có tổn thương flare có tổn thương có nghĩa bệnh nhân đột quỵ đã trên 4,5 giờ không làm gì cho bệnh nhân được nữa hết cơ hội người ta nói đấy là không có mixmat. Còn nếu như trường hợp bố của anh Vinh ấy thì trên flare hoàn toàn bình thường. Và trên division bệnh nhân có tổn thương. Thì người ta gọi cái thuật ngữ đấy là mixmat giữa division và flare. Chứng tỏ bệnh nhân này đột quỵ trong thời gian trước 4,5 giờ. Và lúc đấy chúng ta sẽ quyết định tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý. <laughs> Thế nếu chúng ta mà có phần mềm Pinamra ấy, à cái phần mềm Rapid ấy, thì hiện nay người ta có thể mở rộng cơ số đến 9 giờ để tiêu huyết khối. Thì người ta dựa vào gì? Người ta đầu tiên người ta dựa vào cái lõi nhồi máu. Trên chụp CTP tức là chụp các lớp vi tính tế máu hoặc là cộng hưởng từ tế máu. Thì người ta đo được cái co, co tức là cái vùng nhồi máu. Với điều kiện vùng nhồi máu nó phải tích khối bé. Như vậy ở đây định nghĩa bé là dưới 70ml. Thứ hai là phải có vùng tranh tối tranh sáng tức là cái vùng mà còn cơ hội cứu được người ta gọi là vùng p năm ra thì phải vùng pin năm ra trên cái lõi nhồi máu nó phải trên 10 ml ví dụ như lõi nhồi máu là 50 thì cái p pin ra nó phải từ 60 trở lên thì có giá trị và cái tiêu chuẩn thứ ba người ta cần đánh giá đây là tỷ lệ giữa cái vùng p năm ra chia cho lõi nhồi máu nó phải trên 1,2 lần thì mới cứu như vậy ví dụ cái lõi nhồi máu các bạn đo được là 40. Đấy. Mà cái vùng pi năm ra 80 thì chúng ta không còn chỉ định điều trị. Bởi vì 80 chia cho 40 nó mới bằng... À và quên quên. Nó phải chia cho 1 với 2. Tức là nó phải trên 1 với 2 lần. Tức là 48 thì vẫn còn cơ hội điều trị. À 50 thì là điều trị chứ còn nếu mà nó khoảng 4 cái pinamra nó là 43 chẳng hạn. 43 chia cho 40 dưới 10 dưới 1 là, thì là không là không điều trị. Như vậy người ta phải tính tỷ lệ pinamra trên cái lõi nhồi máu trên 1,2 và theo tiêu chí kia thì chúng ta với điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Còn nếu mà bệnh nhân có tắc mạch lớn đấy thì chúng ta sẽ ưu tiên lấy huyết khối cơ học cho bệnh nhân mà không điều trị tiêu huyết khối. Trường hợp thứ hai hiện nay người ta mở rộng cửa sổ lấy huyết khối cho bệnh nhân tắc mạch lớn tới 16 đến 26 giờ. Thì hiện nay chúng tôi cũng dựa vào nghiên cứu của Diffu3. Tức là chỉ cần lõi nhồi máu dưới 70. Thứ hai là tỷ lệ vùng tranh tối tranh sáng trên lõi nhồi máu là trên 1.8. Nó rất dễ nhớ. Và bệnh nhân có tắc mạch lớn là đi lấy huyết khối và hiện nay bệnh viện Mai chúng ta một năm có khoảng cứu được khoảng trên 50 bệnh nhân nhờ cái ứng dụng này. Cho dù nó đến chúng ta đã trên 8 giờ rồi, thậm chí 16 giờ, 23 giờ rồi <laughs> thì vẫn còn cơ hội điều trị cho bệnh nhân và kết quả nó cũng hồi phục rất tốt. Như vậy đấy là những cái mới về tiêu huyết khối và lấy huyết khối hiện nay chúng ta cần biết như thế Nên là các bạn ví dụ như về quê bị đột quỵ 8 tiếng rồi <laughs> Thậm chí chuyển lên đây là giờ thứ 10 vẫn đánh giá vẫn nhiều trường hợp có cơ hội để lấy huyết khối cho bệnh nhân <laughs> Vì một số tỉnh là không thể lấy được huyết khối Tuy nhiên một số tỉnh hiện nay lấy huyết khối cũng rất tốt Ví dụ như Quảng Ninh các bạn về làm lấy huyết khối cũng rất tốt Nghệ An cũng lấy tốt Phú Thọ cũng lấy tốt Thì các bạn mới biết được những cái này Phần này có ba bạn có hỏi gì không ạ? Rồi. Em Việt nào? Hả? Về điều trị tiêu huyết khối chỉ cần cắt lớp vi tính. Gai lai hiện nay chỉ cần chụp cắt lớp vi tính thường không tiêm thuốc là đủ để điều trị. Tuy nhiên trong thực hành đối với những bệnh nhân mà em nghi ngờ tắc mạch lớn thì sau khi chụp các lớp vi tí thường xong em tiêu huyết khối bên bản chụp bên phòng điện quang ấy. Sau đấy thì em để bệnh nhân lại và em chụp xem có tắc mạch lớn hay không. Nếu có tắc mạch lớn chuyển sang phòng lấy huyết khối luôn cho bệnh nhân. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn lấy được huyết khối ấy, thì các bạn chẳng cần tò mò một quái chụp cắt lớp vi tính thường xong lại tiêu luôn cho bệnh nhân vì em biết thì nếu mà chụp hiện nay nếu vì nó dị ứng thuốc cắn quang nó rất nhiều nên là nhiều nơi người ta không dám chụp nếu mà người ta không có lấy được huyết khối thì chụp cũng chả để làm gì em hiểu không ạ mà nếu không hợp tác không kết hợp tốt với bệnh mai ấy thì không chuyển lên thì cũng biết tiếng chả làm gì như vậy không cần thiết với tò mò đối với đột quỵ chỉ cần là chụp các lớp vi tính không gắn quang chụp trong vòng ba phút là có kết quả không có chảy máu là tiêu còn nếu có lấy có lấy huyết có, lấy có lấy huyết khối cơ học luôn đấy thì sau khi tiêu xong để cho vừa tiêu thì vừa để cho bệnh nhân nằm trên bàn chụp tiêm thêm thuốc cản quang để xác định xem có tắc mạch hay không nhá yeah như vậy hiện nay cái về nếu có thời gian nói về điều trị tiêu hút khối người ta quan trọng rất quan trọng về mặt thời gian hiện nay có các nước nó tranh nhà nó tranh đua có những bệnh nhân đấy, vào viện chỉ trong vòng 5 phút đã đưa ra được chỉ định tiêu hút khối rồi. Tức đến khoa cấp cứu A9 nó không vào, nó vào thẳng hoa điện quang. Bác sĩ làm được quỵ sách luôn cái túi sang bên đấy. Cho bệnh nhân chụp xong các lớp vi tính không có, thử đường máu, INR test nhanh sau đấy không có chống chỉ định gì tiêm thuốc luôn sau đấy mới chuyển về và nếu có nghi ngờ cái này điểm nít trên 8 điểm có nghi ngờ tắc mạch lớn đấy thì tiêm xong tiêu khối xong duy trì thì lại bô lút thuốc cản quang để chụp thêm cái xung mạch và nếu có tắc mạch chuyển luôn sang phòng can can láp để lấy huyết khối luôn đấy quy trình hiện nay người ta cố gắng rút ngắn thời gian càng được nhiều cho bệnh nhân càng tốt chứ không phải tò mò nhiều thứ trong đấy <laughs> rồi như vậy thì đối với tắc mạch với chảy máu thì huyết áp chống đông chống ngưng tập tiểu cầu thì nói rồi đúng không tôi sang phần cuối cùng đấy là về phẫu thuật hay là can thiệp thế thì chúng ta biết đấy hiện nay thì can thiệp nội mạch ấy, thì chúng ta sẽ làm trong tắc mạch lớn mà có nhồi máu. Thứ hai là xuất huyết dưới nhện do vỡ các cái túi phình mạch nào thì chúng ta sẽ can thiệp gọi là clipping. Thế thì thời điểm nào thì làm? Thì đối với bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch ấy thì người ta khuyến cáo là chúng ta nên làm sớm. Bởi vì chúng ta không làm sớm nó chảy máu tái phát thì bệnh nhân sẽ chết. Thứ hai chúng ta không làm sớm thì bệnh nhân sẽ rơi vào cái giai đoạn co thắt mạch co thắt mạch thì các bạn biết mạch nó co lại thì luồn các thứ là sẽ không luồn được và nếu nó luồn vào thì nó sẽ biến chứng nhiều chính thế thì nếu bệnh nhân xuất huyết dưới nhện thì đã khuyến cáo đã làm can thiệp là phải làm sớm tốt nhất trong vòng 24 giờ cùng lắm trong vòng 3 ngày đầu còn nếu không thì phải để muộn qua giai đoạn qua thắt tức là qua 10 ngày rồi chúng ta mới làm tuy nhiên chúng ta để càng lâu thì nguy cơ uh, chảy máu tái phát nó càng lớn như vậy đối với can thiệp nội mạch hiện nay là một cấp cứu chúng ta phải làm sớm cái thứ hai đấy là phẫu <laughs> thuật phẫu thuật chúng ta gọi là clipping chúng ta kẹp với túi phình Đó. <laughs> thì chúng ta cũng cái thời gian mốc cũng nên làm như thế tránh cái giai đoạn co thắt mạch từ ngày thứ ba đến ngày thứ mười. vì nếu co thắt mạch thì bệnh nhân đụng vào thì nó sẽ nặng lên nên là chúng ta không làm cần làm để ngăn ngừa chảy máu tái phát do vậy phải làm sớm vấn đề ở đây chúng ta là bác sĩ lâm sàng chúng ta chọn ca nào để mang đi kẹp ca nào để mang đi, đi 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 nút thì chúng ta phải dựa vào lâm sàng và ca nào thì nên làm hai cái kia hay là chỉ điều trị hồi sức thì hiện nay chúng ta dựa vào cái thang điểm hét và fisher <laughs> Thì người ta khuyến cáo đối với Hannes Fisher mức độ 2 hoặc cùng lắm mức độ 3 để chúng ta làm hoặc clipping hoặc là coiling để nó hiệu quả. Còn mức độ 4 năm rồi ấy, nó hôn mê sâu rồi làm nó chả có giá trị gì. Hồi sức, bệnh nhân còn sống thì sao làm sao? Tốt nhất là mức độ 1, mức độ 2 là tốt nhất, cùng lắm mức độ 3. Đấy. Cái vấn đề thứ hai nữa là lựa chọn là coiling hay là clipping. Thì đối với bệnh nhân mà xuất huyết dưới nhện mà kèm theo có khối máu tụ ở vị trí dễ tiếp cận thì chúng ta nên ưu tiên phẫu thuật. Vì không những kẹp với túi phình mà chúng ta còn có thể qua lúc phẫu thuật để chúng ta lấy cái khối máu tụ ra. Còn nếu bệnh nhân mà không có khối máu tụ ấy mà có điều kiện kinh tế thì chúng ta ưu tiên là à, coi linh tức là can thiệp nội mạch. À. Cái thứ hai là đưa ra quyết định dựa vào vị trí. Chúng ta biết đấy bệnh nhân mà làm can thiệp mổ, <laughs> mổ kẹp túi phình ấy, thì phải tiếp cận được cái vi mổ được Chứ còn nếu không tiếp cận được mổ làm sao ta? Như vậy phải ở những cái vị trí mà chúng ta dễ tiếp cận được. Vị trí nào ạ? Ví dụ như động mạch não giữa. Động mạch não giữa nó chạy dưới nền sọ này. Chúng ta phẫu thuật lấy xương ở vùng thái dương bộc lộ cái là tiếp cận được ngay hoặc cùng lắm động mạch thông trước thì chúng ta làm được chứ còn nếu bây giờ nó túi phình đỉnh động mạch thân nền hoặc động mạch à, thân nền chẳng hạn lúc đấy không thể ưu tiên phẫu thuật được vì nếu mình tiếp cận vào cái vùng ô sau đi qua tiểu não vào cầu não hoặc là thân não đụng chạm mổ sẽ vào chắc chắn bệnh nhân sẽ cực kỳ nặng như vậy lúc đấy chúng ta ưu tiên sang phần coi linh như vậy coi linh thì ưu tiên cho những cái trường hợp mà nó nằm ở các cái vị trí sâu khó tiếp cận bằng phẫu thuật thì nên ưu tiên Đó. hoặc là bệnh nhân mà có nhiều biến chứng gây mê, ví dụ như có nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm hoặc là tuổi cao thì rõ ràng cái vấn đề clipping sẽ ưu tiên cho bệnh nhân hơn là à còn là coi linh nữa còn can thiệp điện quang sẽ ưu tiên hơn là phần phẫu thuật đấy là cái chúng ta lưu ý một cái nữa mà chúng ta lưu ý đấy là đấy là chảy máu dưới nhện là như vậy chảy máu não thì đây thế nào chảy máu não hiện nay ấy, thì có rất nhiều các cái biện pháp mà can thiệp ngoại khoa chẳng hạn mổ sọ giảm áp Thứ hai là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Cái thứ ba là đặt dẫn lưu nào thất. Bốn là thứ là nội soi kết hợp với tiêm cái thuốc tiêu huyết khối vào khối mẫu tụ. Tuy nhiên các cái biện pháp hiện nay thì nó chưa chưa khuyến cáo rõ ràng. Cũng làm nó theo từng ca lâm sàng thôi. Và kể cả trên thế giới, không nói gì Việt Nam, Việt Nam thì kém xa rồi. Việt Nam chỉ có cái cách là vô lê sọ, mở sọ ra máp cho nó thoát ra ngoài. Chứ còn chưa làm được các cái kia. Cái kia bây giờ mới bắt đầu triển khai. Thì cái chỉ định hiện nay nó chưa rõ ràng trong những cái trường hợp này. <laughs> một cái vấn đề phẫu thuật nữa. Đấy là tác động mạch nào giữa ác tính. Khi bệnh nhân nhồi máu lớn chẳng hạn. Thì người ta sẽ xem xét phẫu thuật khi mà bệnh nhân không còn chỉ định lấy huyết khối cơ học, không có tiêu huyết khối. Cả một vùng Nhồi máu lớn một bên bán cầu thì lúc đấy người ta gọi là mỡ nửa sọ giảm áp. Người ta khoét cả miếng xương với kích thước đường kính 12 x 12. Đấy cho toàn bộ cái vùng não tổn thương nó sẽ thoát ra ngoài, phù não thoát ra. Người ta gọi là mỡ nửa sọ giảm áp. Và trường hợp này ấy, người ta hiện nay người ta khuyến khích làm cho bệnh nhân trẻ dưới 60 tuổi. Thứ hai chuẩn đoán tác động bệnh não giữa ác tính cái thứ ba thời điểm làm phải sớm, tức là trong vòng 24 giờ đến cùng lắm 48 giờ. Tức là bệnh nhân nó đang còn thậm chí đang còn tỉnh. Hoặc là ý thức Glasgow nó mới 13 14 điểm. Bởi vì chúng ta không được để muộn, muộn thì nó mất cơ hội nó não nó phù nề nó tổn thương rồi thì mở ra không có giá trị. Nên ở đây các bạn biết là chúng tôi có ca nào có chỉ định chụp cộng hưởng từ mà chuẩn đoán tác động mạch não giữa ác tính, trẻ dưới 60 là ép ngoại mổ. Cho dù bệnh nhân nó mới hơi lơ mơ đó vì mấy ông ngoại sang bao giờ mà hiện tại chưa có chỉ định mổ lúc nó nặng lên mời sang thì nó lại ghi là hiện tại hết chỉ định mổ coi như chả còn làm gì mà chúng ta chưa nói là nếu phòng mổ này không có sẵn có rồi nó không phải diễn biến nó, nó, bất thường ban ngày nó lại rơi ban đêm các ông đi ngủ hết thì làm sao mổ ta. như vậy chúng ta phải dựa vào lâm sàng chúng ta ta đưa ra cái chiến lược điều trị ngăn chặn trước khi các cái biến cố nó xảy ra còn để nó xảy ra rồi với giải quyết thì chả có giá trị gì. Đấy là một cái mà chúng ta lưu ý. Như vậy cái mở nửa sọ giảm áp hiện nay là một cái cũng ưu tiên cho bệ nhân. Đoán, bệnh nhân chuẩn đoán tác động mạch đã giữa ác tính và nên làm sớm. Cái này tôi hướng dẫn cho bác sĩ Hà Phó Khoa Hồi Sức bên <laughs> bên Đại học Y Hà Nội làm tiến sĩ cái này cũng sắp bảo vệ. Rồi. Thì nói chung là cũng giống như thế giới, cái kết quả nó rất tốt. Tất nhiên thì kết quả thì chúng ta biết nó giảm được tỷ lệ tử vong nhưng tăng tỷ lệ tàn phế. Bởi vì bệnh nhân không chết thì sẽ sống, sống thì nhiều ông sẽ tàn phế. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà hồi phục tốt thì nó cũng tăng theo. Tức là modify từ 0 đến 2 nó cũng cao. Còn lại ông chết thì nó sẽ rơi vào cái modify ông kin từ 4 năm, tức là và tàn phế. Nhưng dù sao làm nó cũng mang lại hiệu quả cho rất nhiều bệnh nhân. Đặc biệt nếu chúng ta chọn tốt tức là bệnh nhân trẻ dưới 60 tuổi và làm sớm thì nó sẽ rất hiệu quả. Như vậy một, một tiếng đồng hồ thì tôi nói với các bạn những cái điểm mới này. Thế còn những cái khác thì các bạn đọc thêm sách vì nó nhiều lắm nên là không thể nói hết được. Đây là những cái gì mà nó mới hiện nay thì tôi nói. Thế còn các cái câu hỏi theo 10 câu tôi sẽ cho theo đúng theo cái 10 này. Một questionnaire theo đúng các cái này thôi chứ không đấy rồi các bạn có hỏi cái gì không ạ rồi em hỏi giờ mấy nếu thứ chín đến 10 thì là bọn anh yêu cầu phải làm có một số bác sĩ thì nó trẻ nó lười thì nó sẽ sẽ sẽ, sẽ nhanh nhanh nó chuyển đi ví dụ em trực quê thằng hùng thì có nó có làm cái gì đúng không nó toàn ngồi trong cái 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 lầu xanh nó cứ nghe các cậu vào trình thế nào cái ký thế đấy Đấy, à, hoặc một số ông nhưng còn ví dụ rơi vào những cái bác sĩ như bác sĩ Phương bác sĩ Dũng chẳng hạn thì các bạn sẽ, làm nó rất tích cực nó rơi vào đúng là hiện nay nó vì cái vấn đề quá tải quá tải cấp cứu một đêm thì các bạn biết ban ngày thì nó dễ ban ngày cả khoa đi làm ban đêm có một ông với ông bao quát hết Đó. thế thì nó nó không không thể làm được nên là nó cứ tặc lưỡi mà thậm chí nó còn không xem Chứ còn đúng ra là chúng ta phải nên làm như thế này, nhá. Yeah. nên các bạn biết là có người thân người quen mình chúng ta phải làm như thế này. còn nếu chúng ta làm được thường quy đại trà được là đấy là cái mà chúng tôi mong muốn thế. tuy nhiên giờ chúng tôi không ép anh em đâu bây giờ đêm nó 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 trực một đêm có một mình nó nó cũng lo một cái lượng bệnh nhân gần bằng cả ngày cả khoa đi làm. thì thì chúng ta không để đấy được. còn thứ hai bây giờ vào cái vụ dịch thế này nếu mà vào dịch này ca nào cũng làm như thế này vì thực ra các bạn biết làm không phải với 10 ca chắc chắn làm thì chắc chọn được khoảng hai ba ca để làm thôi để ví dụ dịch giả thế này ông nào cũng đấy người mệt ế hoái ra rồi còn lo đủ thứ mà giờ làm thường quy nó không khó nhưng nếu chúng ta có người có thời gian có chuyên sâu thì chúng ta sẽ nên làm này để cho tốt cho bệnh nhân Nhá là cái 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 chỗ nào? Không, nếu mà không nếu mà nó nó vào chỗ này mà có tắc mạch lớn thì em sẽ lấy khối. Còn nếu mà nó không có tắc mạch lớn mà có chỉ định tiêu khối thì em tiêu. Còn nếu không có chỉ định tiêu, không có chỉ lấy khối thì là lúc đấy là điều trị nội khoa thôi. Nhá? Yeah. Sẽ không làm cái gì nữa. Đó. Thế thì bây giờ ví dụ như các bạn biết ở tuyến dưới nó chuyển lên. Ví dụ như bệnh nhân nó chụp tuyến dưới ở dưới Hải Dương chẳng hạn, nó chuyển lên. Thì các bạn phải đánh giá lại. Vì hiện nay đối với điều trị đột quỵ ấy, về thế giới người ta sách vở thì nó cũng cũng đấy nhưng mà chỉ cái phim đấy chỉ có giá trị trong vòng một tiếng đồng hồ đến với chúng ta đã trên một tiếng bắt buộc phải chụp lại như từ đầu không được phép đến đây hai tiếng rồi mà vẫn dựa vào cái phim kia để điều trị là sai vì trong hai tiếng đấy bệnh nhân có thể tiến triển nhồi máu nó đã rất rõ rồi chụp lên có khi là chống ý định rồi mà lúc đấy chúng ta lại tặc lưỡi chúng ta chấp nhận cái phim cũ để tiêu hết khối thì sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân nên nếu lên trên này mà tiếng rưỡi trở lên hai tiếng trở lên là bắt buộc phải chụp lại không được dựa vào cái phim cũ Đó. rồi còn cái gì hỏi không có ai hỏi nào cộng hướng từ thường hiện nay ở bệnh mai chúng ta không chụp cộng hướng từ tế máu vì cái phần mềm phân tích cộng hướng từ tế máu nó rất phức tạp nó không phải tự động phải tính toán một bệnh nhân chụp cộng hướng từ ấy có tiêm đối quang từ mà tính, tính tươi máu ấy nó mất cả tiếng đồng hồ để xử lý mới ra được hình ảnh chính vì thế chúng ta không chụp mà hiện nay là chụp cắt lớp vi tính tưới máu thì nó có mềm phần mềm sẵn rồi Thì các bạn nhìn thấy chúng tôi đấy bao giờ đấy tức là nó chỉ cần xử lý cái nó ra dạ ảnh ngay ra dạ ảnh cái thì mình sẽ sẽ nó ra dạ con số cho mình luôn đây tôi nói ví dụ đây nó chụp ra dạ, nó có hiển thị màu này nó bằng máy nó tính. Nó ra luôn như con số gọi là cái vùng à, ví dụ à, P5 ra nó ra P5 ra là 127 172 chẳng hạn. Infection là 41 chẳng hạn. Thì nó cho mình con số luôn. Mình không mất thời gian. Nhưng mà nếu cộng hướng từ tới máu em biết đấy, bác sĩ uh, trình chuẩn đoán hình ảnh làm cái đề tài này ấy. phải ngồi xử lý cực kỳ mất thời gian. Nó phụ thuộc con người thì chúng ta không 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 làm cái điều đấy. Còn nếu có phần mềm Rapid ấy, thì nó có thể lắp vào máy cộng hưởng từ hoặc máy cắt lớp vi tính đều được. Thì tự động nó xử lý luôn. Thậm chí nó kết nối với iPhone của mình luôn. Báo luôn trên iPhone nó hiện đại như thế. Tức là tôi không cần ngồi bạch mai này. Mà chỉ cần chụp cái sau đây có phần mềm trong máy tôi là tôi biết ngay. Tôi sẽ gọi điện về cho các bạn nên là lấy huyết khối tiêu huyết khối ngay. Tức là công nghệ hiện nay nó nó nó, nó tiên tiến như thế. <laughs> còn gì nữa không? thôi không còn gì này thế đấy nhỉ. thì đối với bệnh nhân mà 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 chảy máu não thất thì các bạn phải đánh giá xem bệnh nhân có giảm não thất hay không. nếu bệnh nhân giảm não thất thì bắt buộc phải phẫu thuật, nhá. vậy tiêu chuẩn giãn não thất như thế nào thì thực ra ở đây thì nó hết giờ rồi nên là tôi không thể nói cho bạn biết là thì chúng ta phải xem bệnh nhân có tiêu chuẩn giảm đau thoát hay không nó ở đây là tiêu chuẩn y văn y văn để xem bệnh nhân có giảm đau thoát hay không nếu có giảm đau thoát bắt buộc phải dẫn lưu đau thoát ra ngoài để cho máu nó ra máu ra không đưa được bệnh nhân vẫn còn giảm thì phải tiêm tpa vào để cho nó tan còn lại nếu mà không giảm giảm đau thấp thì chúng ta không có dẫn lưu ra ngoài cũng không có tiêu đó thì nó nhiều lắm nó nó nhiều vấn đề thì...